một cậu bé đang ở trong một di tích bị đổ nát cùng một thần đèn, cậu luôn tự hỏi mình là ai thì ông thần đèn đó không thể nói ra được và bảo rằng cậu là một ma và ông sẽ cho cậu một điều ước về sự giàu có vô tận hoặc quyền lực tuyệt đối và chính lúc đó cậu bé đó đã nói lên mong ước của mình. Ở một thành phố nhỏ thì Ali ba 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 bỏ đi phiêu du do thiếu thốn tiền nên đã đi làm bốc vác hàng để kiếm tiền. Nhưng khi cho hàng lên xe ngựa thì lúc này có một thằng bé đang ăn vụng ở trong đó chính là cậu nhóc Aladdin. Lúc này mấy tên chủ tới kiểm tra mặc dù Alibaba đã cố gắng cản họ lại nhưng cả ba vẫn nhìn thấy Aladdin đang ăn vụng trong đó. Đã thấy thằng bé lại vô cùng biến thái và mê luôn cặp ngực của ông chủ đoàn lại còn hít lấy hít để. Gu thằng cu này mặn phết nhỉ thế là Alibaba vội tóm cậu quỳ xuống xin lỗi nhưng vẫn bị ông ta trà đạp. Đêm đó khi đang ngủ thì cậu phát hiện thằng nhóc Aladdin đang ăn táo trong phòng của mình. Lúc này Alibaba mới kể rằng ở trên thế giới xuất hiện vài mê cung và ai chinh phục được nó thì sẽ trở lên giàu sang phú quý và cậu có mục tiêu là chinh phục một mê cung. Hôm sau hai người đi lên chợ thì đụng chúng phải một cô gái tóc đỏ nhưng Aladdin đã phát hiện ra cô gái đó bị đeo xích ở chân và cô ta là một. Nô lệ nhưng Aladdin đã dùng cây sáo phá đứt sợi xích đó khiến mọi người vô cùng hoảng hốt và khi thằng béo kia đi tới hắn bắt đầu. Thị uy và uy hiếp thế là Aladdin đã thổi sáo của mình một cặp bàn tay to lớn hiện ra và đốt phát thằng béo sợ đái ra máu thấy tình hình. Không ổn thế là cậu liền kéo Aladdin vào một hầm trú và bắt đầu tính kế vì cho rằng nếu có Aladdin thì có thể chinh phục được hầm ngục. Thế là tối đó cậu cho thằng bé được hai em phục vụ thả ga còn cậu thì đéo còn tiền nên xài tạm hàng. Em được điền này thôi mẹ kiếp nhìn nó búng cái bay mẹ ấm đựng rượu kìa thế này anh nào dám bật. Lúc này tên béo kia cũng ở quán rượu và hắn uy hiếp Alibaba phải phục tùng hắn nếu không sẽ chết. Cây ngay không sợ chết đứng Alibaba không sợ chết nhưng cũng muốn sống nên thôi đành nghe lời thằng béo này vậy. Hôm sau khi đàn của họ đang vận chuyển rượu thì bị một con quái vật tấn công và con quái vật đó mục tiêu chỉ là rượu mà thôi. Lúc này một bé gái và cô gái tóc đỏ kia bị rơi xuống vào trong con quái vật tên béo vẫn dục mọi người đám nô lệ không bằng đống rượu này đâu. Mau vận chuyển rượu đi nhưng Alibaba đã nhịn hết nổi hắn đấm tên béo một cái mà đã cãi lư ghê sau đó nhảy xuống cố gắng cứu hai người kia. Aladdin cũng gọi thần đèn ra để vào giúp sức lúc này con quái vật đang vùng vẫy thế là Alibaba đã kéo hai người kia ra ngoài còn cậu bị nhấn chìm trong đó nhưng Aladdin đã dùng thảm bay bê đống rượu ném thẳng xuống khiến con quái vật say rượu và Alibaba được an toàn. Lúc này hai người quyết định sẽ đi du ngoạn cùng nhau. Hai người bay đến cổng mê cung thì khi Alibaba đang lưỡng lự thì Aladdin ngã vào người cậu và kéo hai người vào bên trong mê cung. Vừa vào bên trong thì cậu liền bế Aladdin ra khỏi vũng nước đó vì đó là vũng nước cháy. Sau đó họ liên tục tránh các chướng ngại vật như lúc này Aladdin đã nói rằng dùng Ugo sẽ tốn rất nhiều năng lượng mà cậu lại chưa ăn gì nên đang rất mệt. Thế là một mình Alibaba phải chiến đấu với đám yêu quái ở trong mê cung đó nhưng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Aladdin nhưng sau việc đó Aladdin đã kiệt sức hoàn toàn. Khi hai người đang nghỉ ngơi thì cô gái tóc đỏ kia xuất hiện và theo cùng với đó là tên lãnh chúa và tên thuộc hạ to xác hơn tên là gỗ tạ. Mặc dù vậy Alibaba vẫn rất nhanh chóng khống chế được hắn nhưng tên lãnh chúa kia lại đâm vào người. Của mình vì cho rằng gỗ tạ vô dụng và sau đó bảo Alibaba đi cùng nhóm của mình để chinh phục mê cung. Đến một cạm bẫy lửa thì Alibaba cảm thấy mình có thể giải mã được nó. Cậu đã phi một mạch sang đầu bên kia để tắt công tắc bẫy nhưng đột nhiên một ngọn lửa phun ra thiêu rụi Alibaba nhưng tên lãnh chúa không quan tâm và tiếp tục đi tiếp. Sau khi Aladdin tỉnh dậy thì lúc này tên lãnh chúa đã nói Alibaba đánh cắp sao của cậu và hắn cùng với gỗ tạ sẽ đi thám thính xung quanh còn cậu được ở lại với cô gái tóc đỏ. Aladdin liên tục pha trò để Moxia chú ý đến mình hơn lúc này nhìn cậu bé hồ nhiên trước mặt như vậy thì Moxia cũng đành nói rằng Alibaba đã chết rồi. Đúng lúc đó thì Alibaba đã nhảy từ bên trên xuống khiến cô cực kỳ bất ngờ hóa ra lúc. Ngọn lửa trao ra thì bên trong còn một khoảng rỗng và Alibaba đã dựa vào đó để lần trốn đi. Hai người cưỡi thảm bay đi tới cổng của mê cung và sau đó cánh cổng được mở ra. Trước mắt hai người đây là một không gian cực kỳ rộng lớn còn bên này thì tên lãnh chúa chỉ biết đánh đập hai nô lệ của mình chứ nhát như cái. Họ đi vào đến điểm kết thúc của mê cung thì lúc này nhóm của tên lãnh chúa kia cũng đi tới nhưng gỗ tạ đã bị tên lãnh chúa đâm trọng thương nặng. Bất ngờ Morgia lao tới đập bay, Aladdin còn tên lãnh chúa muốn tự mình xử lý Alibaba nhưng bất ngờ thay người thua cuộc lại chính là hắn ta lúc này Morgia đã lao tới giải cứu tên đó. Alibaba nhìn cô và bảo rằng đây là mê cung cô không cần phải làm nô lệ đâu về phép tôi đi nhưng Morgia vẫn lao tới đạp cậu bay thẳng ra xa. Sau đó tên lãnh chúa đi tới trả đạp và giao Morgia đi tới giết Alibaba. Khi cô rung rung tay chuẩn bị cắm kiếm xuống thì thanh kiếm bị vỡ đó chính là do Aladdin đã làm. Cậu bảo tên lãnh chúa trả lại sáo cho mình sau đó dùng gậy phép thu thập hàng tá sức mạnh tinh linh sau đó ra Morgia ở trên cao và tiến lại gần tên lãnh chúa để lấy lại chiếc sáo. Lúc này tên lãnh chúa hỏi rằng có có phải Aladdin sẽ chọn cậu ta để làm vua không vì Aladdin là một magi cậu có. Quyền chỉ định ra vị vua mà cậu cho rằng xứng đáng nhất nhưng Aladdin chẳng quan tâm gì đến điều đó. Lúc này thần đèn của mê cung đã xuất hiện đó là một vị thần đèn lửa và khi nhìn thấy Ugo của Ala, Đinh hai người đã bắt đầu giao tiếp cử chỉ với nhau và ông thần đèn đó đã hiểu sự tình thế nào. Lúc này ông ta đã giải thích cho Ala hiểu thế là là một Magi, đó là một bậc thầy phù thủy và có quyền chọn ra vị vua để cai trị lúc này mê cung đang dần biến mất mọi người muốn ra ngoài nhưng gỗ tạ đã đứng dậy và bê tên lãnh chúa muốn hắn ở lại cùng chết vì cả hai đã làm quá nhiều việc ác rồi còn morgia thì gỗ tạ mong cô được sống tốt hơn còn thần đèn lửa cũng nhập vào thanh kiếm ngắn của alibaba và ra ngoài nhưng aladdin sẽ bị dịch chuyển đi một nơi rất xa cậu mong rằng hai người sau này có thể tìm thấy nhau và tiếp tục cuộc hành trình sau khi mê cung sụp xuống thì alibaba là người ở chỗ đó và là người chinh phục thành công mê cung Thằng béo ngày nào còn chuyên bắt nạt nay ngoan như cún và còn điều động cả sàn mỹ nhân để phục vụ cậu như mỹ nhân gì như Tokuda thế kia. Hôm đó có người tìm đến cậu tưởng là Aladdin lên đã lao xuống nhưng hóa ra đó là Mokjiako cảm ơn vì cậu đã dùng số. Châu báu để giải phóng hết nô lệ ở vương quốc này nhưng Alibaba muốn tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Aladdin. Bên này Aladdin tỉnh dậy ở một túp liều lý tưởng của anh và của em. Và bà trưởng lão ở đây cũng là một người có thể nhìn thấy RUKH đó chính là những tinh linh bay xung quanh cậu và bà cho rằng Aladdin là một người tốt mới có nhiều tinh linh đi theo như vậy. Lúc này những người chiến binh của bộ tộc đã đi do thám về và mọi người có những tin tức và hòa. Trong tiếng ca vui mừng thì Aladdin nó thổi sáo làm loài mẹ tay Ugo ra khiến cả làng phát khiếp. Nhưng sau khi hiểu ra sự tình thì mọi người đã chấp nhận cậu và tối đó thì Aladdin đã được tham gia ăn uống tương bừng với mọi người hôm sau còn uống sữa ngựa trực tiếp nữa chứ thằng này mê vú quá đấy. Mà uống sữa thì yên phận đi còn ngựa ngựa cưỡi để nó phi cho may mà có một cô gái nào đó đã bế cậu ra khỏi con ngựa đó. Họ chính là công chúa của Vương quốc Cao và họ đến đây muốn bộ tộc Hoàng Nha chấp nhận đầu quan và xác nhập với. Vương quốc Cao để tiện chiến đấu nhưng những người trong làm cảm thấy nếu làm thế thì như biến thành nô lệ vậy. Tên đi cùng công chúa còn đầy ngã cô gái mời họ uống sữa khiến mọi người vô cùng bất bình nên phải về lại danh trại. Tối đó Aladdin đã tìm tới chỗ của Zen để nói chuyện cậu xin Gen đừng có đến tấn công và đánh chiếm ngôi làng nếu không bà sẽ buồn lắm. Gen cũng hứa rằng sẽ không tấn công một người nào trong bộ lạc và thấy RUKH bao quanh cô như vậy, Aladdin cũng yên tâm mà rời đi. Nhưng cũng lúc đó những cô gái tộc Nha Lang đã bị bắt cóc đi mặc dù vậy nhưng bà già làng vẫn nhắc nhở mọi người tuyệt đối không được giết người nếu không sẽ xảy ra chiến tranh. Bọn rất nhanh chóng đã đuổi kịp đoàn bắt cóc kia và những người đàn ông bắt đầu lao vào chiến đấu. Lúc sau thì Aladdin đã về và ngồi nói chuyện tâm sự với bà. Hai bà cháu tâm sự với nhau được một lúc thì mọi người cũng đã về và đã cứu được các cô gái trong bộ lạc. Họ cũng không hề giết ai để gây thù kết oán cả. Mọi người lại quay tụ với nhau nói chuyện còn bà thì đi ra ngoài hóng gió thì có một mũi tên bắn thẳng vào người của bà. Bên kia cũng có một tên lính bị bắn chết thế là hai bên bắt đầu muốn chiến với nhau nhưng công chúa Zen không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tất cả đều do thằng đầu bờ rẻ rách này gây ra này anh em. Lúc đó công chúa cũng phụ tá xây đang phi ngựa đi tới bộ tộc hoàng gia để nói chuyện thì bị bọn họ chặn đường lại và ra tay với cô nhưng cô không hề né nhát chém đó để tỏ lòng trong sạch của bản thân không hề muốn gây ra chiến tranh. Lúc này bà trưởng lão đi tới quỳ xuống và bảo rằng bộ tộc sẽ xác nhập với vương quốc cao và bà mong rằng những người trong bộ tộc sẽ được bảo vệ. Mọi người cũng vì thế mà quy phục dưới chân của công của Zen. Về đến bộ lạc cũng là lúc bà đã mất và linh hồn bà đã tâm sự với Aladdin và sau đó rời đi nhưng lúc này tên tướng quân kia đã dẫn quân đến để chuẩn bị chiến đấu vì hắn chỉ muốn chiến tranh và chém giết chứ không phải là hòa bình và sau đó đã sai binh lính giết chết công chúa dây và người đi cùng nhưng công chúa có quạt thần khí và bắt đầu chiến lại nhưng vì quân quá nhiều và đông nên dây đang dần cạn kiệt nguồn ma gối nên cô đã dùng chiêu cuối cùng tạo ra một cơn gió lốc cuốn sạch mọi binh lính đi nhưng không ngờ rằng quân tiếp viện còn đông hơn và dây cùng xây đã bị bắt vô số mũi tên vào người của dây khi tên tướng quân kia chuẩn bị chặt đầu cô lúc này Aladdin cùng Ugo đã tới kịp lúc trực tiếp diệt gọn đám binh lính ở đằng sau. Một vài thằng khốn kia chất không kịp ngáp và sau đó Ugo đã triệu hồi thần đèn của thần khí dây đang cầm ra và sau đó nói một vài điều nhắc nhở với Aladdin. Cậu về chào tạm biệt mọi người và bắt đầu cuộc hành trình tìm Alibaba. Hai cô gái đang bán hoa quả ngoài chợ và người giao hàng đó là Morgia, ba người là một nhóm với nhau và trên đường về cô quỳ xuống cảm tạ vì đã được hai người dẫn đi theo. Nhưng cái ký ức làm nô lệ luôn đeo bám Moria khiến cô luôn gặp ác mộng nhưng cô lại có hai cô bạn luôn sẵn sàng tâm sự. Hôm sau cô đi tới gặp ông chủ tàu thương để bàn về việc đi quá giang thuyền của ông ấy để về quê hương nhưng ông nói rằng có một băng cướp đang hoành nên không đi thuyền được. Thế là ngay tối hôm đó Moria đã tới xào huyệt của bọn cướp và đấm nhau với chúng. Gì dứt khoát vậy bà nội? Nhưng khi vừa xử lý bọn tép diêu xong thì cô đã bị một con đại bàng cứa qua tay và tên chủ con đại bàng đó đã tẩm thuốc mê vào trong móng khiến morgia bắt đầu bất tỉnh và khi tỉnh lại cô đã bị nhốt cùng với một cô bé khác thấy cô bé đó như vậy cô cũng an ủi và nói rằng mình sẽ cứu em ấy ra ngoài nhưng hôm sau cô bé đã bị sốt thế là bị tên chủ thương bán người đó cho lên cho làm thức ăn cho linh cầu morgia thấy vậy nhưng cô cố gắng thế nào cũng không phá được cái gồng chân của mình đến khi cô bé bị cắt đứt dây rơi xuống thì cô mới nhớ lời nói của hộ tạ cô nhảy mạnh xuống dưới khiến gồng vỡ tan và gầm lên khiến đám linh cầu sợ chạy hết Lúc này tên đó thả ra đám hổ trắng để xem màn chiến đấu của Morgia thì cô trực tiếp giết chết từng con từng con một và đến trước mặt tên kia sau đó lấy chìa khóa và thả mọi bị bắt ở trong đó ra có cả bố mẹ cô bé và có cả Aladdin trong đó nữa. Lúc này có một người tìm thấy sáo của Aladdin thế là đám cướp đã bị xử gọn lẹ luôn và sau đó thì Morgia và Aladdin lên đường đi tìm Alibaba. Có ba ông lơ mơ đang lều thiếu đi giữa sa mạc thì gặp một côn đảo và trong đó một người đàn ông đang say rượu nên ba người đã suy tính điều gì đó. Bên này thì Morgia đang đi cùng Aladdin ở trong hoang đảo đó thì lúc này người đàn ông xe rượu kia xuất hiện và đã bị cướp sạch toàn bộ quần áo vũ khí. Thế là đành phải mặc nhờ quần áo của Aladdin anh giới thiệu mình tên là Simba. Ba người đi vào thành phố và đi tới hoàng cung nhưng nhìn bộ dạng của Simba thì đéo ai tưởng là người hoàng tộc may mà có hai người của anh ở đó mới được qua. Sau đó họ được sắp xếp phòng nghỉ ngơi còn xin thì đi đàm phán với tên vua của nước này về việc có đoàn sương mù là đám cướp vương quốc này và tên đó muốn xin xử lý bọn chúng. Sau đó họ bắt đầu ra ngoài ngồi nói chuyện với Aladdin và Magia trong số hai người của Simba thì một người cũng cùng bộ tộc với. Cô khi đang nói cười vui vẻ thằng cu Aladdin gọi cả Ugo ra cùng khiến mọi người giật mình và lúc đó Sin mới nhận ra cậu là một Magi. Là người có thể thần đè một cách dễ dàng và năng lượng đúc kết từ các rô ca hát xung quanh họ. Sau đó họ về phòng và bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến với đoàn sương mù. Tối đó khi sương mù dày đặc là lúc đoàn sương mù bắt đầu hành động. Bọn chúng bắt đầu tiến sâu vào hoàng cung để đánh chiếm và khi mà Aladdin định chuẩn bị gọi Ugo ra giúp đỡ, thì có một người trong đoàn xương mù bước ra khi anh ta cởi khăn che mặt ra thì họ mới nhận ra đó chính là Alibaba. Thấy vậy Aladdin liền thu Ugo trở về và chạy tới nói chuyện với Alibaba. Cậu muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu của hai người nhưng Alibaba không muốn nữa và sau đó dùng thanh kiếm mà thần đèn đã nhập triệu hồi lửa trực tiếp phá cửa. Tối hôm sau ba tên ăn trộm thần khí của Sinba đã xin gia nhập đoàn sương mù. Khi đi trở về phòng Alibaba vẫn đắn đo việc làm mình đúng hay là sai nhưng nhìn cảnh những đứa trẻ ở đây phải chịu đói khổ thì cậu cảm thấy vô cùng dai dứt. Khi về phòng nghỉ ngơi thì Morgia đã đột nhập vào đó và sau đó bê cậu đem đến để gặp Aladdin. Bên này Aladdin đang tự chấn an bản thân mình rằng Alibaba có lý do riêng gì đó mới như vậy thôi nhưng cậu vẫn không tin được rằng Alibaba đã quên đi lời hứa đó. Đúng lúc đó Morgia đã bế Alibaba tới chỗ đó và cho hai người không gian riêng nói chuyện. Không khí lúc này trở lên hượng gạo thì Aladdin hỏi cậu tại sao lại gia nhập đoàn sương mù. Trước khi trả lời cậu đã kể lại quá khứ của mình. Người lãnh đạo đoàn sương mù là ca và cũng là bạn thở bé của cậu. Hai người hồi bé hay đánh nhau nhưng rất thân với nhau. Dù vậy ca cũng có ông bế bạc nhược chuyên đánh đập cậu và sau khi ông ta biến mất khỏi khu ổ chuột đó thì hai anh em ca đã được mẹ cậu nhận nuôi. Thời gian sau mẹ cậu dính bệnh và chết ca đã tham gia nhóm chấn lột để nuôi sống ba người và cậu ta không muốn Alibaba dính dáng vào việc này một thời gian sau thì có hoàng tộc đến đón và hóa ra thì alibaba là con của vua cậu đã được chuyển vào trong cung được ăn được học kiếm pháp một thời gian sau cậu quay về khu ổ chuột đó thì gặp lại ca hai người đi ăn nói chuyện với nhau và khi cậu về lại hoàng cung để nghe lời thỉnh cầu của bố cậu là vua của vương quốc này ông muốn cậu lên ngôi vì hai người con trước rất ngu ngơ nhưng lúc này bên ngoài bọn cướp đã đánh chiếm hoàng cung người dẫn đầu là ca vì cậu ta theo dõi alibaba đi về và biết nơi đột nhập và nên đã dẫn đám đó đến đánh cướp bóc hoàng cung vì vậy alibaba đã bỏ hoàng cung đi và muốn chinh phục mê cung để lấy số kho báu bù lại những gì đã làm nhưng khi cậu quay lại quê hương một lần nữa thì nơi đây toàn là đống hoang tàn và xuất hiện đám cướp cậu nhìn thấy ca đang làm thủ lĩnh và ca đã đưa cậu gặp em gái của mình cô bé đã chết vì dịch bệnh vì không có thuốc không lương thực sau đó ca đã bảo alibaba hãy tham gia vào đoàn sương mù giết chết tên vua khốn nạn và tạo ra một phương quốc mới và đó chính là lý do mà alibaba không hề muốn gặp mấy người khi cậu đang kêu gào lên thì bị Aladdin gõ một cái tí bay cả cái giới tính và sau đó đã dỗ dành và khuyên ngăn Alibaba. Khi cậu đang dần đi theo tiếng gọi của đảng thì lúc này có một tiếng động lớn đó chính là ca đã dẫn người tới để mang Alibaba về. Bên ngoài thì đám vệ binh kia cũng đòi tấn công nhưng nó quên chọn ngày và Sinba đang ở đó một đòn thục bụng đã khiến một tên học ra máu. Bên này thì mọi người đã tập trung ở phía bên trên của điện. Masu một kích chân đã diệt gọn cả một toán quân rồi. Ca định dùng xích chói ma thuật chói Sinba lại nhưng không ăn thua gì cả. Lúc này Simba đã khiêu chiến với người đứng đầu đoàn sương mù đó chính là Ali Baba và chấp cậu dùng sức mạnh của thần đèn. Mặc dù có sức mạnh của thần đèn lửa và những đòn tấn công mạnh mẽ nhưng Ali Baba vẫn nhanh chóng bị Simba đánh gục nhưng sau đó cậu ta quyết định muốn gia nhập đoàn sương mù khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Bên này ca không đồng ý thì tí nữa bị gia pha sử đẹp may mà có Simba chặn lại cho. Thế là ba tham gia đoàn sương mù và hôm sau thì có thông báo về việc Alibaba đi tới đàm phản với vua để nhân dân được thêm lương thực và thúc thang và tên vua trông khác gì thằng dị tật không đó chính là anh trai của Alibaba. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm đến những gì cậu nói. Lúc này bên ngoài một người đi qua khiến Aladdin bất ngờ vì thần đèn có phản ứng với người đó. Sau đó hắn ta tiến vào bên trong và trò hỏi ba như thật nhưng mục đích của hắn ta hôm nay đến đây là để chơi chứ không làm gì còn một tên khác của vương quốc cao hôm nay hắn đến đây để nói về việc thương gia giữa hai nước còn Ali Baba thì không hề có tiếng nói trong buổi gặp hôm đó và cậu đành phải thất vọng bỏ về tối hôm đó khi cậu không biết mình còn mặt mũi nào để gặp nhân dân thì Xin ba đã vào kéo cậu ra ngoài và khi đứng trước mọi người anh ta tuyên bố việc hôm nay đàm phán thất bại khiến mọi người vô cùng chán nản nhưng Xin ba lúc này đứng ra nói rằng mình sẽ cho mọi người mượn quân đội để giành lại những gì mọi người đã mất Lúc này tên Judan bất ngờ xuất hiện, hóa ra hắn là một magi và hắn đến đây chỉ muốn kiếm chuyện với. Xin ba nhưng khi biết Aladdin cũng là một magi thì hắn vô cùng bất ngờ và vui vẻ đi tới nói chuyện. Khi Aladdin đang đưa tay ra chuẩn bị bắt tay thì bị Judan đấm vào mặt và hắn khinh thường một magi mà sao lại yếu đuối đến vậy. Sau đó hắn nhìn qua một lượt thì nhận ra Alibaba chính là vị vua mà Aladdin đã chọn thì liền lên tiếng, chê bai và sau đó rút gậy phép một chiêu bắn Alibaba bay ra xa như muốn khơi mào đấm nhau. Lúc này Aladdin cũng đã tức giận cậu bắt đầu triệu hồi Rokah để tấn công còn tên Judan thì dùng Rokah tấn công mọi người xung quanh và cười rất khoái chí lúc đó Aladdin đã ném một quả cầu phép phá tan lá chắn của hắn ta lúc này hắn mới nghiêm túc chiến đấu thì Aladdin cũng đã gọi Ugo ra để chiến đấu cùng khiến cho Judan bắt đầu hứng thú. Hắn gom sương mù tạo thành một đống nước và đóng băng chúng lại sau đó bắn tràn lan xuống dưới không cần biết chúng. Ai thì chúng và hắn cũng để lại một ít băng để nhắm vào Aladdin lúc đó Ugo đã lấy thân mình ra để che chắn cho cậu. Aladdin cố gắng thổi thêm may ôi cho Ugo nhưng lúc này Ugo đã hất cậu xuống. Bên này Alibaba lao tới chỗ của Judan phá tan lớp lá chắn của hắn khiến hắn cực kỳ tức giận và Ugo nhờ đó một đấm khiến tên. Sudan đó văng mạnh vào tường sau đó lại lao tới đấm một phát nữa khiến Judan càng nóng máu hơn hắn dùng một tảng băng lớn đâm xuyên. Người Ugo nhưng không hề hấn gì Ugo tóm lấy hắn và ép dẹp nép như con tép chấm mắm me ăn với sổ đâu là khỏi nói nha các bạn. Lúc này tên Judan đó đã nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc này Ugo dồn lực cực mạnh vào tay và sau đó thì đập mạnh xuống khiến nền đất ở đó phá tan thành một hố. Lớn nhưng Judan đã được một nhóm người nào đó kịp thời cứu và những người đó đến từ vương quốc cao. Lúc này công chúa của vương quốc cao cũng là một người chinh phục được mê cung với thần đèn nước và... Hugo lao tới thì đã trực tiếp chém xuyên người của Ugo và cậu ta trở về lại thành chiếc sáo như cũ. Sau đó cô ta sai đám người của mình giết sạch người dân ở đây và có ba người che mặt lao xuống tham chiến. Bên này khi công chúa kia định bung sức đánh nhau với Aladdin thì xin ba nắm tay cô khiến năng lực thần. Đèn biến mất thấy được sai đẹp nắm tay cô liền ngại hết sức và sau đó bảo tất cả mau chóng quay về. May sao không có người nào thương vong cả và khi về phòng khi mà Alibaba đang chồng cả đít lên để. Kiểm tra xem người mình có bị thương ở đâu không thì đúng lúc Mojia đi vào nhìn thấy cảnh hơi ối rồi ôi tí Lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng đó là do mọi người phát hiện Aladdin không còn thở nữa Và Simba bảo cậu mau chóng lấy cây sáo ra khỏi người của Aladdin Simba nói rằng do Aladdin sử dụng quá nhiều ma gối nên đã gây ra tình trạng kiệt sức Và không thể nhờ Ruka hát nạp ma gối cho mình nữa Sau khi đi ra ngoài thì mọi người dân đổ xô đến hỏi Alibaba về việc đàm phán sáng nay Nhưng lúc đó Simba đã đi ra để nói đỡ cho cậu Lúc này có một cỗ xe ngựa tìm tới chỗ của Alibaba đó chính là phó vương SAD em trai của quốc vương cũng là anh trai của Alibaba. Cậu ta không chịu nổi cảnh anh trai mình làm ra những việc tồi tệ như vậy nên mới liều mình đi đến đây nhờ sự trợ giúp của Alibaba và mọi người cậu. Ta kể về việc anh trai mình bị một người đàn ông nào đó đến để làm sư gia và bắt đầu sản xuất tiền tệ để giao thương và cũng vì thế của cải châu báu cả. Nước đem đổi thành tiền giấy hết và tiên vua đó tiêu xài quá nhiều gây ra nợ nần và bắt đầu lên kế hoạch bán người dân làm nô lệ cho vương quốc cao. Thấy cảnh mấy tên tham quan như thế anh SAD không cam lòng nên mới tới nhờ mọi người giúp đỡ. Mọi người cũng hướng mắt về Alibaba để nhờ cậu giúp đỡ. SAD cảm thấy mình quá yếu nên mới cúi đầu xin Alibaba như vậy hôm sau họ bắt đầu lên kế hoạch để ngăn chặn anh BAD bán toàn bộ người dân làm nô lệ. Sau khi bàn bạc kế hoạch đâu vào đấy thì Sinba đã bảo mọi người ra ngoài anh muốn nói chuyện riêng với Alibaba. Anh muốn Alibaba trở thành vua của Bát Lan này và anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để hỗ trợ cậu nghe đến đây alibaba vô cùng không đồng ý và từ chối luôn nhưng xin ba vẫn khuyên cậu lên đứng lên lật đổ anh trai mình và làm vua để cho nhân dân bớt khổ cậu thất thiểu đi ra ngoài thì nhìn thấy mọi người đói khổ bệnh tật ngồi sạp ra đường những người đó khi thấy alibaba liền xin sự giúp đỡ nhưng may sao alibaba đã được ca kéo xuống giải vây và đưa cậu đến một nơi bí mật tại đây ca nói rằng sẽ lật đổ quân đội và tự tay tạo ra quân đội và vương quốc mới cùng với sự giúp đỡ của một tên bịt mặt nào đó sau đó cậu ta đi tới và bảo Alibaba hãy tham gia cùng mình trong kế hoạch này nhưng Alibaba làm sao có thể để chiến tranh. Xảy ra được nên cậu kiên quyết từ chối và khuyên ca nghĩ lại nhưng ca đã hất tay cậu ra và nói rằng từ giờ chúng ta là kẻ thù. Tối hôm đó Alibaba đã tìm tới xin ba và xin anh hãy giúp mình dùng thuần thục sức mạnh của thần đèn lửa thế là hôm sau hai người luyện tập rất chăm chỉ. Hôm sau, sau khi tới thăm Aladdin thì Alibaba đã tự mình đi tới chỗ bạo loạn để chấn áp mọi người bằng lửa và khuyên mọi người không lên gây bạo loạn cậu hứa sẽ tự vào đàm phán với nhà vua. Bên này công chúa nước cao đang chuẩn bị để kết hôn với quốc vương nước Bát Lan và cô không biết người mình sẽ kết hôn trông như thế nào. Con bé mà biết cưới phải thằng vừa lùn vừa béo như thằng BAD chắc chả thèm cưới đâu nhỉ. Hôm nay là buổi hôn ước với công chúa nước cao nên BAD ngồi ung dung lắm lúc này Alibaba đã đi vào và hét lớn muốn nói chuyện với BAD. Lúc này tên dâu dài đã sai một tên sát thủ của mình ra xử lý Alibaba. Tên đó chắc từ One Piece đi ra ăn trái doan thần thoại hay sao mà biến được thành voi ma mút. Một quân đã đánh văng cậu dính vào tường rồi. Lúc này Alibaba cố gắng triệu hồi thần khí của mình mặc dù ngọn lửa bùng lên vô cùng lớn nhưng đều bị tên voi ma mút kia làm gián đoạn. Hắn dùng chiếc voi của mình điên cuồng tấn công và sau đó hút mạnh vào khiến Alibaba ngã ra đất. Lúc chuẩn bị bị con voi đó dẫm nát thì ký ức về những người cần cậu giúp đỡ ùa về cả hình bóng của Aladdin nữa điều đó khiến cậu có thêm động lực để bước tiếp cậu né ra và đâm vào chân hắn một nhát và sau đó đã dùng hết sự tập trung của mình triệu hồi thần kiếm lửa một chén đã đứt đôi tên voi ma mút đó cậu tiếp tục đi vào thì bị đám khỉ quỷ chặn đường và có một tên là thủ lĩnh cậu lo lắng vì ma gối của mình sắp hết rồi nhưng khi con khỉ chúa vừa gầm cũng là lúc ăn một đạp của mosia cô biết thể nào cậu cũng hành động một mình nên đã đến đây giúp cậu và bảo cậu vào trong đám khỉ này mình lo được sau đó ném cậu vào bên trong còn bên ngoài chiến với đám khỉ đó vào bên trong lại một thằng hệ doan báo thủ chặn đường cậu liền đổ dầu vào người hắn sau đó quẹt kiếm tạo ra tia lửa đốt và hút lấy đám lửa đó biến thành ma gối của bản thân và giết chết tên báo thủ đó ở bên ngoài thì morgia điên cuồng càn quét đám quỷ khỉ đó sau đó cô lợi dụng địa hình tạo quán tính sau đó trực tiếp đã xuyên người tên khỉ chủ đó và lúc này alibaba đã đi được vào bên trong cung điện và bảo bad đứng ra nói chuyện với mình Hắn ta liền bảo binh lính giết chết cậu nhưng SAD đã bảo người của mình trận lính lại bảo vệ Alibaba khiến tên BAD rất tức giận. Lúc này SAD lấy hết dũng khí lấy cây quyền trượng vua và ra lệnh cấm tất cả binh lính chạm vào người Alibaba. Lúc này SAD bắt đầu bị BAD nhục mà là kẻ hèn nhát yếu đuối nhưng Alibaba đã động viên rằng anh không hề yếu đuối anh đã đến đoàn sương mù để nói chuyện đi vào hang cọp như thế là người dũng cảm. Tên BAD rút kiếm thì bị Alibaba đánh văng kiếm và tát cái tí thấy cả bố luôn. Lúc này Alibaba tuyên bố chốt ngôi của BAD cũng đúng lúc đó công chúa Cao đi tới để dòng cái mặt thằng hôn phu của mình nhưng khi thấy thằng lùn lùn béo béo kia thì chán mửa nhưng lúc này tên đó đã không còn là quốc vương nữa rồi SAD cũng không muốn mình làm quốc vương. Khi nhìn sang Alibaba thì anh cũng tuyên bố rằng mình cũng không làm quốc vương của đất nước này. Vì nếu công chúa nước cao cưới quốc vương Bát Lan thì theo hợp đồng toàn bộ người dân của Bát Lan bị bán đi làm nô lệ. Vậy giờ cậu không trở thành vua và đất nước dân chủ thì sẽ không phải cưới ai cũng như không bán ai làm nô lệ cả. Nghe thấy vậy công chúa Gen cũng đờ mặt ra như tôn nhậu không đúng lúc đó nhóm của ba cũng đứng ra đó nói giúp cùng với Alibaba. Thế vậy công chúa Gen cũng đành tạm thời rời đi để bẩm báo với phụ hoàng sau và cô cũng mong không tham gia cái hôn ước với tên quỷ lùn kia. Trên đường về cô chỉ chăm chăm nhớ tới ba vừa đẹp trai cao to nữa. Lúc này Alibaba cũng rộng lượng không xử tử hai anh vì các tội ác mà họ gây ra sau đó đứng trước toàn dân tuyên bố rằng đất nước chúng ta từ giờ sẽ là dân chủ mọi người cùng nhau giúp đỡ nhau xây dựng một đất nước ấm no hạnh phúc. Nhưng cũng cùng lúc đó nhóm của ca đã bắt đầu hành động để tạo ra một cuộc bạo loạn. Nhóm của ca khi tới đây thấy mọi người dân ở đây đã vui mừng thì cậu đã đứng ra kể lại về những ký ức đau khổ của mọi người khi hi còn bị đám hoàng tộc. Đó áp bức khiến mọi người khi nhớ lại nó thì rất căm thù và cô gái đằng sau tạo ra một lớp xương mù tăng sự thù hận của bọn họ và tạo ra một cuộc bạo loạn. Sự thù hận đó tạo ra một lượng lớn RUKH hắc ám còn bên này mọi người đang rất lo lắng cho Aladdin. Ở trong tâm trí của Aladdin lúc này cậu đang gặp lại Ugo, ông ấy nói rằng từ giờ sẽ không thể đồng hành cùng cậu được nữa. Và lúc này lượng RUKH của Aladdin đang chống lại đống RUKH hắc ám đó nhưng lượng RUKH hắc ám quá lớn đã nhấn chỏm nó. Lúc này thần đèn Ugo mặc dù không đồng hành cùng cậu được nữa nhưng đã đưa cậu đến một nơi khác mà cậu cần tới. Sau đó thầm chúc cậu có thể cùng bạn của mình đi tới những nơi xa xôi hơn sau khi cánh cửa mở ra đó là một nơi có trí tuệ của nhân loại trí tuệ solomon bên này nhóm của ca đã tiến sâu vào hoàng cung muốn giết chết tất cả binh lính và hoàng tộc lúc này alibaba đã đứng ra để cản bạn mình lại và sau đó sát dao vào cổ của ca khuyên cậu dừng bạo loạn này lại nhưng ca dường như không nghe vào bảo cậu có giỏi thì giết tôi đi nhưng sao có thể alibaba giết bạn mình được chứ cậu cố gắng khuyên ngăn hết nước hết cái nhưng ca lúc này đã lạc lối cậu dùng thanh kiến đen tự đâm vào tim mình và sau đó rukh hắc ám bắt đầu thâm nhập vào cơ thể của cậu và biến ca thành thần đèn hắc ám hắn ta thả quả cầu hắc ám ăn mòn mọi thứ và alibaba không tin đó là ca khi hắn lao tới chỗ cậu thì bị morgia đá ngã và cô khuyên alibaba đó không phải là bạn cậu nữa đâu nhưng alibaba vẫn không muốn tin nhưng lúc đó cậu thấy bị tấn công lên đã chặt một tay của ca nhưng UKH hắc ám được tạo ra từ sự thù hận mà quanh đây thì có rất nhiều nên làm năng lượng vô hạn cho ca Lúc này Alibaba biến lớn ngọn lửa của mình và lao đâm mạnh vào người của ca nhưng không thể xuyên qua lớp phòng ngự đó và bị cậu ta đánh bật ra xa. Simba cũng lao tới và hút rượu ca hắc ám nhưng quá nhiều khiến anh hộc máu và bị ca ném ra xa cũng vì thế mà ca giảm sức mạnh đi đáng kể. Khi cậu lao tới một lần nữa thì bị Judan đánh văng xuống dưới đất còn phía bên này ba tên trộm lấy cấp thần vật của Simba đang bàn nhau trả lại cho anh ta cứu vương quốc. Và ở phía xa thì có một con chim ma gối đang bay và người cưỡi nó là Aladdin. Lúc này Judan ghim chặt Simba vào tường để tránh bị anh ta cản trở và sau đó tiến hóa thần đèn hắc ám để nó bị tha hóa và trở lên mạnh mẽ hơn. Lúc này Alibaba nhờ Moshia ném mình về phía của Ka để cậu tấn công và hết lần này đến lần khác mặc dù bị đánh ngã xuống. Bao nhiêu nhưng cậu vẫn cố gắng lao tới để tấn công và khi Judan chuẩn bị giết cậu thì Aladdin đã kịp thời tới đó. Và lúc này ca Hát đã tạo ra hình của Ugo và nhấn chìm cả hai trong nguồn ma gối của cậu. Sau đó Aladdin đã thu thập toàn bộ Ruka Hát ánh sáng về phía mình và trên đầu cậu đã hiện ra dấu ấn. Đó chính là dấu ấn của trí tuệ Solomon trí tuệ bậc nhất của nhân loại. Sau đó cậu tạo ra một quả cầu lửa và để thanh kiếm của Alibaba hấp thụ và biển trở lại thành một thanh thần khí. Cậu lao nhanh đến chỗ của ca và Aladdin ở phía sau yểm trợ cho cậu khỏi các đòn tấn công của Sudan. Cậu đâm thẳng vào người của ca nhưng đã bị nó kéo vào bên trong cơ thể hắc ám đó. Còn Aladdin thì dùng Solomon để cho Sudan nhìn thấy quá khứ của chính mình. Bên này thì Alibaba đã đi vào tâm trí của ca nhưng lúc này ca chỉ toàn là bóng tối và thù hận cậu điên cuồng. Tấn công để đuổi Alibaba ra khỏi đó nhưng Alibaba vẫn ở lại và cố gắng đánh thức tâm trí đang ngủ của ca. Ca cho cậu thấy cảnh mà thành phố đã bị đám dân quân tiêu rùi và đâm thẳng vào tim đen của Alibaba nhưng Alibaba không hề phản kháng mà là đồng cảm với ca. Cậu không hề biết có chuyện này xảy ra thấy vậy tâm trí của ca cũng đã được nhẹ nhàng hơn ngay từ nhỏ cậu có ông bố nhu nhược khi ông ta định bán em gái cậu đi thì cậu đã ra tay giết bố mình và sợ hãi cái cảm giác dính máu đó không như cậu alibaba có dòng máu quý tộc và có một người mẹ rất tốt khiến cậu vô cùng cảm thấy hai người không thể cùng một thế giới được nhưng giờ đây ca đã hết khuất mắc trong lòng rồi cậu đã thanh thản rời đi còn alibaba thì không thể níu người bạn của mình lại được rukh hắc ám cũng tan biến dần để lại các rukh ánh sáng Bên này tên đeo mặt nạ người đã làm lên việc vừa rồi đã bị máu và Jaffa chặn lại và cuối cùng là bị sinh ba một chiêu diệt gọt. Nhưng không ngờ rằng đó chỉ là một bản thể thôi và cái đầu đó chui ra một con rắn. Lúc này nhờ trí tuệ Solomon mà Aladdin có thể cho mọi người nhìn thấy những người thân đã mất của mình sau đó họ thanh thản mà rời khỏi thế giới này. Sau vụ việc đó mọi người cùng nhau dọn dẹp sửa sang lại đất nước lúc này khi Aladdin và Alibaba đang nói chuyện với nhau thì cậu bị một con rắn cắn vào tay nhưng mọi người bảo rằng rắn đó không có độc. Lúc này Sinh Ba đã đi tới và bảo Alibaba mau chóng rời khỏi đất nước này vì các địa quốc khác sẽ dòng ngó vương quốc Bát Lan nếu không có vua và sẽ đánh chiếm nó. Vì vậy Sinh Ba muốn cậu rời khỏi đây và học cách làm vua sau đó quay lại đây chỉ vì nó nhưng Alibaba không đồng ý với việc chạy trốn. Như thể chưa kịp nói năng gì thì bị Sinh Ba đánh ngất xỉu và khi tỉnh lại cậu đã thấy mình đang tiến tới một hòn đảo khác đó chính là Vương quốc Shindria là vương quốc do Sinh Ba làm quốc vương và họ đã giữ cậu ngất xỉu liên tục bằng thuốc để cậu không được chạy trốn. Cậu sẽ được đưa tới Syria để huấn luyện để trở lên mạnh mẽ hơn mặc dù vậy Alibaba vẫn không cam tâm cho lắm. Một thời gian sau khi mà Sinba đi sang đàm phán với vương quốc cao về thì Alibaba và Aladdin cũng dần quen với vương quốc này. Lúc này Sinba đã kể những tình tiết chính gây ra cuộc bạo loạn lần này và sau đó hứa sẽ giúp Alibaba có sức mạnh đủ để chiến đấu. Cả hai sẽ được những người cấp dưới của Sinba huấn luyện Alibaba thì luyện kiếm còn Aladdin thì luyện ma thuật. Đúng lúc đó có người báo tin có một con thủy quái đang phá phách ở vùng ven biển Simba cho gọi tám. Người của mình Alibaba và Aladdin cũng ra đó để xem những người đó giết con thủy quái đó thế nào. Lúc này ở chỗ con thủy quái nhóm của Simba đã ở đó và cậu giao con thủy quái cho Yam và Sa giải quyết. Cô phù thủy Yam thì dùng nước để trói con thủy quái đó lại còn Sa thì dùng kiếm pháp của mình trực tiếp chặt đầu sau đó lọc thịt xương của con thủy quái đó và sau đó chia phần cho người dân. Simba cũng giới thiệu Iam sẽ dạy Aladdin ma thuật thì thằng bé thấy tâm hồn bự cái là lao đến như rủi thấy cướt khiến Iam hại tí nướng chín thằng bé. Còn ra thì là kiếm sư đảm nhiệm việc huấn luyện cho Alibaba. Tối đó mọi người bắt đầu tổ chức tiệc tương bừng mọi người vui chơi ăn uống vui vẻ trò chuyện thân thiết với nhau một cách vô cùng tự nhiên. Simba được một người hỏi tại sao không lấy vợ cho vui vẻ thì anh tự tin nói rằng mình đã có một gia đình. Lớn đó chính là vương quốc Sindria này rồi và sau đó nâng cao lý chúc mọi người lễ hội thật vui vẻ. Sau đó Morgia cũng góp vui bằng một điệu múa mà tôi cũng chả biết điệu múa đó từ đâu mà ra. Nhưng hòa chung với không khí lễ hội thì đó cũng chính là một niềm vui. Một thời gian sau thì Aladdin cũng sử dụng ma thuật một cách thành thạo lúc này Iam đã dạy cậu một tuyệt chiêu. Đó chính là làm khúc xạ ánh sáng không phản chiếu vào bản thân sẽ có thể tàng hình được. Còn bên này thì Alibaba vẫn kiên trì luyện tập với Iam nhưng anh ấy nói rằng phong thái chiến đấu bây giờ không phù hợp với cậu và muốn cậu tìm ra phong thái chiến đấu tốt hơn lúc này simba đã gọi alibaba và morja vào phòng vì muốn đổi vũ khí cho hai người sau đó simba đã lôi ra một thanh kiếm ngắn đó chính là thanh kiếm mà bố của alibaba đã tặng cho simba và giờ đây thì anh ấy đã tặng lại cho alibaba thân đèn lửa cũng nhận thanh kiếm mới là nơi cư ngụ tiếp theo còn phía bên này thì alibaba đang lựa chọn một món đồ phù hợp cho morja thì simba nói rằng mình có thể tạo ra thần vật từ một vật gì đó mà đã gắn bó lâu với morja cũng được nghe thấy vậy cô liền đem cái còng chân của mình và mặc dù đó là một quá khứ vô cùng đen tối nhưng nó lại gắn liền với những kỷ niệm cùng Alibaba và Aladdin nên cô muốn nó làm thần vật. Lúc này Zafa và Masu tới thông báo thuyền vương quốc cao tới. Mọi người tập trung ra bến cảng thì vừa mới xuống tàu công chúa đã dùng kiếm chém Sinba và triệu hồi cả thần khí để tấn công vì cho rằng mình đã bị Sinba làm nhục. Lúc này tên quản gia của công chúa mới kể rằng sau khi uống rượu xong thì sáng hôm sau công chúa phát hiện mình đang Nằm cảnh xin ba đang ngủ khỏa thân thì cậu ta tự hào nói rằng chim nuôi nhốt không tốt đêm thả ra cho nó thở nữa chứ. Nhưng cậu vẫn nhớ rằng mình không hề say và không làm gì công chúa cả người của cậu cũng làm chứng cho việc đó nhưng vẫn có một vài cái kịch bản nó hơi ối rồi ôi tí. Thế là xin ba nhờ người của mình diễn lại quá trình đó Iam đã dùng con rối nước để mô phỏng lại đêm hôm đó xin ba vào phòng ngủ còn công chúa đã bị ai đó bắt ném vào phòng. Nhưng đến sáng hôm sau cả hai vẫn chả làm gì nhau vậy là Simba đã vô tội và hai tên lính cũng đã thú nhận chính. Cú Bùn là người chủ mưu mọi chuyện khiến hắn không phản kháng được câu nào chờ ngày về xử tội mà thôi. Hoàng tử cao cũng cúi xuống xin lỗi vì hành động thoái quá của vương quốc còn tên cú bùn đó ăn vạ công chúa thì bị Jaffa khinh nhổ thẳng đống em zin vào mặt. Chiều hôm đó hoàng tử cao đã nói chuyện với xin ba về việc tổ chức ngầm đã để ý đến Zinria và bảo anh hãy cẩn thận. Sau đó cậu muốn giúp đỡ xin ba và muốn anh ấy cùng cậu chiến đấu với vương quốc cao chính quê nhà của mình. Bên này Sa và Alibaba đi uống rượu Sa thì được hai con hàng tuyển bao quanh còn cậu thì lẽo đẽo được em hàng vớt một bóng bay mẹ chén uống rượu rồi. Này tôi gọi là bà cố nội chứ em gì. Hôm đó sau khi luyện tập xong thì Mokia khoe cả hai về thần vật của mình nhưng khi test thử thì tóm luôn cả hai cái đầu của hai người. Cô hứa sẽ cố gắng luyện tập sử dụng nó để có ích cho hai người hơn. Lúc này Jay và Zen đã đi tới và nói rằng xin ba bảo họ đến chỗ này cùng mọi người học hỏi. Gen thì thi bóp tay với Aladdin như hai đứa trẻ trâu còn Alibaba thì xuất hiện trong đầu một mệnh lệnh là giết chết Ray đi. Lúc này vết đen từ chỗ con rắn cắn của cậu bắt đầu lan to ra và ngất đi. Khi đưa về phòng thì mọi người rất lo lắng cho tình trạng của của Alibaba và lúc này từ vết thương đó tên đeo mặt nạ kia lại xuất hiện. Simba lao tới chém hắn thì bị máu của hắn dính vào người và hắn cũng tự dính lại được máu hắn là một lời nguyền và sẽ khiến Simba dần chết đi. Thấy vậy Alibaba cảm thấy lỗi phần lớn là do mình còn sinh ba được yam cuốn bằng vết thương cho và nói rằng đây là vết thương từ ma gối rất lạ cả cô cũng chưa từng gặp qua lúc. Này ba nói rằng chỉ có thần đèn ở mê cung thứ 61 mới có thể cho cậu có sức mạnh chữa lành các vết thương không thể chữa thế là Alibaba đồng ý sẽ chinh phục mê cung đó. Trước khi đi cậu còn được yam cho một con dấu để hạn chế việc lây lan của chất độc kia khi sử dụng ma gối họ bắt đầu đi ra biển đề. Đi đến hòn đảo chứa mê cung đó và lúc này có một con thủy quái xuất hiện nhưng một người trong số các đại tướng của Simba có khả năng nói chuyện với động vật nên đã làm lành được với nó, sau đó mọi người bắt đầu ăn uống và nói chuyện với nhau về chuyến đi này. Còn bên này thì Jaffa biết Simba có thể tự mình thoát khỏi lời nguyền nhưng có gì đó nên anh mới không tự thoát khỏi lời nguyền này. Bên này sau khi mọi người đến hòn đảo đó thì có một cô gái muốn đi cùng vào mê cung để cứu bố mẹ mình vì có lời đồn xa gan. Thần đèn thứ 61 đó có ăn thịt người lúc này dây đứng ra hứa với cô bé rằng mình sẽ vào trong và cứu bố mẹ cô ra ngoài. Mọi người treo thuyền và khi đến gần cửa mê cung thì bị các sợi tơ kéo vào trong mê cung đó. Sau khi cả bốn người vào mê cung thì trong này xuất hiện một khung cảnh là một khu rừng họ thận trọng xem xét và đi vào phòng tiếp theo thì những căn phòng tiếp theo. Toàn là những con thú kỳ dị và chúng bắt đầu lao vào tấn công nhưng Aladdin bảo mọi người không được giết chúng vì chúng chỉ đang bảo vệ con của mình mà thôi. Đi tới căn phòng tiếp theo nữa thì ở đó có một con gấu khổng lồ và nó liên tục đòi ăn mật ong khi thấy nhóm của Alibaba không hề có mật ong thì nó tức giận đấm tới chỗ của dây thì Mogia đã đứng ra cản lại và sau đó đánh vào chân để con gấu đó ngã xuống tiếp theo đó là Alibaba chém hai đường ở ngực như Luffy và cuối cùng bị Aladdin dùng ma pháp lửa diệt gọn. Lúc này dây cảm thấy mình như là gánh nặng cho mọi người và liên tục xin lỗi. Họ đi tới căn phòng tiếp theo thì đó chính là Da Gan thần đèn nắm giữ sức mạnh của đất nhưng xung quanh. Đó các cây đều được một sắc người nó đó làm dinh dưỡng để nuôi cây khiến mọi người vô cùng tức giận. Hắn còn lôi cô bé đã xin nhóm của Alibaba giúp đỡ và kích động khiến cho nhóm của họ vô cùng tức giận và sau đó biến ra một lối đi dẫn đến điểm tiếp theo của mê cung. Mọi người không muốn chiến đấu nhiều tiết kiệm sức lực để dành cho trận cơm bạc cuối nên đã đi tiếp. Khi mở cánh cửa đó ra thì bên trong là các khối lập phương lôi lửng và ở phía trước thì có đám yêu quái đứng trên khối lập phương để tấn công bọn họ thế là mọi người liên thủ với nhau đã diệt sạch được đám yêu quái đó và đi đến cánh cửa tiếp theo lúc này dây đã xin mọi người đừng giúp đỡ mình nữa cậu không muốn mình biến thành gánh nặng của mọi người thì lúc này tên jagan đã chia bốn người thành hai nhóm khác nhau dây và morgia một nhóm và khi đi dọc theo đường đó thì những bộ giáp đá kia đột nhiên di chuyển morgia lao vào đá thì do quá cứng lên bị đẩy ra còn dây thì dùng ma gối một đòn đã trực tiếp phá hủy con người đá đó Bên này thì Alibaba và Aladdin rất nhanh chóng đã tiêu diệt hết đám người đá kia và họ lo lắng cho nhóm của dây. Bên này do sử dụng ma gối quá nhiều sẽ rút tuổi thọ của những người bình thường nên Morgia đã dùng toàn lực để yểm trợ cậu ấy và cuối cùng thì cả bốn người cũng đã hoàn thành thử thách và quay về chỗ bị chia cắt. Lúc này tên Zagan châm chọc Ray chính là gánh nặng của toàn đội tưởng rằng sẽ đánh đòn tâm lý nhưng không thằng bé đột nhiên khóc nức nở than phiền biết là mình yếu và luôn cố gắng để tiến lên mà. Cậu được Alibaba giáo huấn trong một bài tư tưởng Hồ Chí Minh khiến cả hai vô cùng xúc động và lúc này dây đã quỳ xuống nguyện dưới trướng của Alibaba. Ở bên vương quốc Syria thì Judan đang phá lớp lá chắn ma thuật của vương quốc. Lúc này Yam đang dùng ma pháp nước để cho mọi người thấy nhóm của Alibaba đang làm gì thì đột nhiên cô ấy không chịu được nổi nữa và hóa ra lớp lá chắn ma thuật đã bị thủng. Judan tự nhiên đi vào pha định chiến thì bị tên đó đánh dính vào tường. Lúc này Sinba đi ra để bắt đầu nói chuyện. Còn phía bên kia mọi người vẫn đang cũng nhau chiến đấu để tiếp tục vượt qua mê cung này. Bên này Judan đang nói chuyện với Sinba về việc các Magi. Chỉ có ba Magi được phép tồn tại nhưng cho đến nay thằng nhóc kia là Magi thứ tư đã thế còn sở hữu trí tuệ Solomon. Lúc này Judan bắt đầu xúc động vì cậu đã được Aladdin cho nhìn thấy quá khứ cô độc của mình và khi Sinba định đồng cảm thì hắn ta cười xảo trá và bảo rằng ta diễn thôi mấy thằng đần. Hắn cũng thông báo về việc đã cử người vào bên trong mê cung của Zagan để giết nhóm Alibaba. Bên này thì nhóm của Alibaba vẫn đang chiến với tên thần đèn Zagan nhưng Aladdin đã nhận ra tên. Đó không phải thần đèn Zagan và hắn chỉ là một sinh vật được Zagan tạo ra giống y hệt mình thôi. Nhưng nghĩ lại những người bị nhốt trong cây khiến Alibaba tức giận lao tới chém vào cổ hắn thì hắn có thể tự liền cổ. Lại được và sau đó tóm lấy Alibaba văng mạnh vào tường cà rây cũng bị dính đòn tương tự Morgia đã bế cả hai đến chỗ an toàn. Thì bị rơi xuống một cái hố nào đó Aladdin dùng thảm thần đỡ được mấy người họ nhưng tên kia đã đánh rơi cả Aladdin xuống. Lúc này bằng sức mạnh của tình bạn, sức mạnh của tác giả thì Magia đã kích hoạt được thần vật của mình và giữ được họ lại sau đó nhảy lên phía trên. Sau đó cô tiếp tục lao xuống cái hố đó để đi tìm bản chính của tên sinh vật kia dưới đó và cùng với sự thức tích của thần vật thì Magia đã thiêu dụi sinh vật bên dưới đó. Tên Zagan giả bên trên cũng vì thế mà lụi tàn theo nhưng vì dùng quá nhiều ma gối nên Morgia gần như là kiệt sức hoàn toàn. Lúc này họ cũng đã phát hiện cô gái kia vẫn bình an vô sự ở đó, họ tiếp tục đi tiếp đến cánh cửa cuối cùng thì thì chờ đợi họ ở đó là tên đeo. Mặt nạ kia cùng với hai người khác ở đó và bọn chúng chính là người mà Sudan nhắc đến là người của tổ chức phái đến để giết nhóm của Alibaba. Cô gái thì có thể điều khiến cất thành một con quái thú để tấn công Alibaba đưa Morgia bảo rơi đưa hai người đến nơi an toàn còn cậu ở lại chiến cùng với Aladdin. VB Mosia cùng cô gái kia rời xa nơi tấn công còn bên này Aladdin bị một đòn mạnh nhưng lớp lá chắn vẫn cứ là ô Cô gái kia là công chúa Jun của vương quốc Musta còn người vệ sĩ chính là năng lực cắt cô biến thành tên Isaac. Vì vương quốc của cô bị tổn hại tàn phá nghiêm trọng nên đã nghe lời vương quốc cao để có thể được vương quốc cao phục hồi thương tổn như sun siêu. Cô ta trực tiếp đâm thần khí vào bụng và rượu hắc ám bắt đầu bao phủ cô ta biến thành thần đèn hắc ám khiến Alibaba cực kỳ kích động khi nghĩ lại về ca cậu lao lên thì bị y chặn lại còn phía bên này thì Judan đang thông báo về chuyện vương quốc cao có năm hoàng tử và công chúa thì cả năm đều vượt qua mê cung và có thần khí của thần đèn và sẽ cử một toàn quân đến đây để phá hủy cả vương quốc Sinria này sau đó hắn ung dung rời đi thế là xin ba liền cho gọi các đại tướng của mình và có cuộc họp cấp để bàn bạc về kế hoạch tác chiến sắp tới sau đó mọi người bắt đầu lực lượng để chuẩn bị chiến đấu lúc này công chúa Zen mới muốn gặp riêng Sin ba và nói rằng việc cao Khai chiến với Shindria là việc ngoài ý muốn và cô rất sợ khi xảy ra chiến tranh như vậy nhưng Simba đã tiến tới và an ủi cô nói. Rằng đây không phải là lỗi của cô và sẽ giúp cô về lại vương quốc cao nhưng Zen đã quyết định muốn ở lại để giúp đỡ cho Shindria này. Và lúc này thì đám quân của tổ chức cũng bắt đầu tới Shindria. Phía bên này thì Alibaba bị Isaac chê là quá chậm và rơi vào thế bí còn Aladdin thì bị đánh bật lui ra cả hai đều đang ở kéo dưới lúc này aladin đã dùng liên trường mang gối để tấn công còn alibaba thì nhớ lại lời của sa đã nói cậu thu thần khí của mình về lại thành con dao ngắn vào đó chính là phong cách chiến đấu của alibaba phong cách chiến đấu hoàng gia và bắt đầu trở lên có hiệu quả hơn và cậu đã chém vỡ được một mảnh giáp của hắn ta lúc này thì aladin liên tục tấn công và đã khóa được run vào tường nhưng khi chuẩn bị ra tay thì bị tên đeo mặt nạ cản lại và sau đó kích hoạt sự tiến hóa Jun lúc này đã biến về dạng người cho dễ chiến đấu hơn và sức mạnh cũng tăng lên đáng kể Cô A à dùng xích cắt đã trói được Aladdin lại nhưng Alibaba ở đó đã giúp Aladdin cởi xích và lúc này thì y bắt đầu lôi đồ chơi ra đó là đôi giày từ tính. Giúp cậu ta di chuyển cực kỳ nhanh lúc này dây cũng đã tới để yểm trợ mọi người chiến đấu và cũng lúc đó thì Jun đã khai triển ma thuật tối thượng. Còn bên này thì vương quốc Sintria đang phải đối mặt với sự tấn công của tổ chức. Còn bên này thì các đại tướng của Sintria đang bắt đầu giao chiến với đám người đến từ tổ chức. Đội quân bay thì có toán quân của ngài cá sấu trên bờ và từng người khác thì được đấu với đối thủ tương ứng với điểm mạnh của họ. Quay lại nhóm của Alibaba thì Jun đang khai triển ma thuật tối thượng, còn bên dưới thì Isaac đang giữ chân họ lại. Alibaba cố gắng tấn công nhưng không được và trong lúc anh sơ xuất thì Isaac đỡ giờ cao thanh kiếm. Và Ray đã là người chịu hộ cho cậu nhát chém đó khiến cậu ta đứt lìa tay còn lúc này thì Azun đã thi triển ma pháp đó là cơn mưa kiếm rơi xuống. Còn phía bên Singria thì đám quân của bên tổ chức kia dường như đang áp đảo những đại tướng bên Singria và đang dồn họ vào thế khó. Còn một thứ gì đó đang xuất hiện trên biển và tiến vào Syria bất cứ sinh vật nào chạm vào đều bị ăn mòn đi hết. Bên này thì Jun đang tự dứng vì cho rằng mình đã giết được nhóm của Alibaba nhưng hóa ra Aladdin đã dùng hình ảnh phản chiếu. Ra hướng đó thôi và khi Alibaba lao tới tấn công thì Isaac đã bị đánh vỡ tan và anh ta chính là người cát mà Jun tạo ra. Thế vậy tên đeo mặt nạ kia đã giết chết Jun ngay tại đó đám quân bên tổ chức bên này đang sướng tưởng thẳng được nhưng tất cả bọn chúng đều bị nhận cái chết thảm nhất vì dám coi thường các đại tướng lúc này alibaba không chịu được đà kích đó và chất độc trong người cậu phát tác cậu dần bị nhấn chìm trong rukh bóng tối cả Aladdin dùng trí tuệ solomon cũng không thể làm được gì lúc này alibaba muốn tiếp tục chiến đấu và hóa tất cả sự việc xảy ra đều là trong kế hoạch của tên đeo mặt nạ đó cậu tức giận lao đến đâm hắn ta nhưng lúc này toàn bộ cơ thể hắn biến thành rukh hắc ám và một hắc ma vương đã được khai sinh hắn ta đã nhập vào cơ thể của Alibaba. Aladdin định dùng trí tuệ Solomon để gọi Alibaba dậy thì bị tên nhập vào đó đánh lùi ra. Lúc này cả Morgia cũng cố gắng tham chiến nhưng cô bị hắn ném bay thẳng vào tường. Lúc này dây kiên định cầm thương của mình lên kêu gọi sự giúp đỡ của Zagan. Và lúc này Zagan thật đã xuất hiện và ông đã chọn dây làm vị vua của mình. Một cánh tay bằng gỗ đã được tái sinh và Ray đã lao đến để đỡ Morgia đang bị đánh văng ra sau. Đó hai người kết hợp với nhau và đánh vỡ được cái phương miện áp chế trên đầu của Alibaba. Lúc này thì Aladdin đã dùng Solomon để thức tỉnh. Phía bên Sindria thì cái thứ nhầy màu đen kia đang tiến sâu vào đất liền để nhấn chìm hòn đảo. Khi lúc này bị thằng ngồi xe lăn đánh cho tơi tả quần áo thì cô đã khiêu khích khiến hắn bị kích động và sau đó vào dùng sát chiều của mình. Đúng lúc này thì Iam đã dùng gương phản chiếu ma pháp khiến ma pháp của tên đó diệt gần một nửa đống nhầy nhụ kia. Hắn ta tức giận lao tới thì bị một cây thương ném xuyên qua người bởi một trong các đại tướng của Sindria. Trong lúc mọi người đang cố cản nốt đống nhảy nhụ kia lại thì Gen đã đứng ra dùng thần vật của mình triệu hồi nước biển và nhấn chìm tất cả đám nhảy nhụ đó. Vậy là Sindria đã an toàn còn bên này thì Aladdin đã đi vào tâm trí để tìm Alibaba cậu ấy đang bị những áp lực dồn nén nên đã buông xuôi cơ thể của mình lúc. Này Aladdin đã nói về những kỷ niệm đẹp của họ, những gì mà cậu đã cố gắng đạt được và làm nó như thế nào điều đó xoa tan mọi phiền muộn trong lòng của Alibaba. Thấy kế hoạch bị thất bại nên tên mặt nạ đã định bỏ trốn nhưng ba đã tìm ra hắn. Lúc này ba hóa thành nguyên hình của mình thì bị lời nguyền của tên mặt nạ đó ăn mòn nhưng thật không may lúc ba sinh. Giờ cũng là lúc anh là lời nguyền luôn rồi lời nguyền của tên mặt nạ quá yếu và chủ yếu anh giả bệnh để Alibaba tự vượt mê cung. Để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu mà thôi và sau đó Sinba đã hủy diệt tên mặt nạ và diệt luôn cả nhân thể của hắn ta. Lúc này trong tiềm thức của Alibaba thì Aladdin đang cùng cậu bắt gặp tên đeo mặt nạ đó hắn đã chịu quá đủ nhiều sự mệt mỏi trong cái xã hội này rồi và giờ. Cũng là lúc hắn được Aladdin khai sáng và trở về lại với Solomon và mọi người cũng bình an vô sự họ vui mừng với nhau và trở về cùng với đống kho báu của mê cung. Lúc này Alibaba và Aladdin hứa rằng hai người sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá toàn bộ mê cung của thế giới. Đó chính là kết thúc của câu chuyện này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Chào mọi người.